Thầy xin mến chào tất cả các bạn học sinh tiểu học thân yêu đang đến với kênh Tư liệu tiểu học. Các em ơi, hôm nay trong video nhỏ này, thầy hướng dẫn các em cùng thầy làm các bài tập có trong quyển bài tập phát triển năng lực môn tiếng Việt lớp 3 theo bộ sách giáo khoa mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống hay sách cánh diều. Các em à, trong video nhỏ này, thầy sẽ giúp các em hoàn thành các bài tập có trong tuần 16 với tên bài Em ca hát giữa mọi người. Trong chủ đề này, trong bài đọc này thì chúng ta cùng nhau đọc hiểu bài đọc khúc ca mùa hè. Chúng ta làm các bài tập xoay quanh nội dung bài đọc này. Với phần luyện từ vựng câu, chúng ta quan sát tranh và thực hiện các yêu cầu đặt câu có hình ảnh so sánh và biết đâu là câu cảm. Ở phần viết thì chúng ta dựa một bài thơ nói về bạn Đặng Hồng viết thư. Chúng ta sẽ cùng nhau nói vì sao lại muốn mượn quyển sách nhỏ đó. Và các em sang phần nói và nghe, hãy kể lại câu chuyện liên hoàn theo năm tranh về một bạn gái đã trồng cây và như thế nào. Đó là yêu cầu của bạn tuần 16. Thầy cùng em bắt đầu vào bài này nhé. Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào bài. Khởi động, em thích tham gia sự kiện gì cùng mọi người? À, rất nhiều sự kiện. Sự kiện chúc mừng năm mới, sự kiện đi vui Tết Noel, sắp sửa Noel để chúc cho em một mùa Giáng sinh an lành tới tất cả các em. Nếu được cùng tất cả mọi người hát một bài hát thì em chọn bài hát nào? Vì sao? Trong dịp Noel này thì chắc chắn bạn nào cũng hát bài sing a bell, đúng không? Sing a bell, đấy các bạn chú ý nhé. Ta hát bài đó, bài Giáng sinh rất là vui nhộn đang đến gần với chúng ta. Và bây giờ ta sang phần đọc và thực hiện các yêu cầu khúc ca mùa hè. Các em ạ, bài đọc này của thầy Thảo viết ra, chúng ta thấy xem có hay không nhé. Hãy nghe thầy đọc này để tìm những thông tin để trả lời câu hỏi cuối bài. Khúc ca mùa hè. Bạn nhỏ ơi dậy thôi, mùa hè đến rồi đây. Mùa hè ư, tiếng ai gọi thế nhỉ? Bé mưa bừng tỉnh, rụi rụi đôi mắt, hé mắt nhìn qua ô cửa sổ. Ồ, bạc nắng đã chiếu rọi những tia nắng vàng ươm như mật ong xuống khắp sân nhà. Cô phượng vĩ trước cửa nhà thì nhà bé thì đỏ rực như đỏ rực một màu hoa. Chao ôi, thật rực rỡ. Bầu trời biêng biếc xanh, các bạn chim truyền cành xíu xa xíu xít. Mùa hè đã sang rồi, chúng mình cùng hát ca chào mùa hè nào. Anh Phe Sầu ơi, anh làm nhạc trưởng nhé. Phe phe phe, nhạc trưởng Phe Sầu cất tiếng ca, mở màn cho sạc đồng ca. Chỉ đợi có thể chích chòe họa mi trà màu thì thi nhau cất tiếng hát níu no níu lo. Tiếng hát nảnh nót vang xa đến tai chị gió. Vi vu, vi vu, chị gió bay ao đến tham gia dàn hợp sướng. Ná, cây ná ở trong vườn cũng đồng thanh, xì xào khúc hát. Nắng rộn ràng nhảy nhót tí tách nghe thật vui tai. Bỗng, âm âm âm, tiếng sấm rền vang. À, bác sấm đang gọi bạn mưa đấy. Các bạn mưa tới tấp, rủ nhau, gửi lời chào mùa đến mùa hè, lụp đột, bé mi nắng tai, những khúc ca mùa hè thật vui tươi và rộn rã quá chừng. Bài này nói về mùa hè phải không các em? Mùa hè sang, rất đẹp phải không? Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện các yêu cầu. Bài 1 yêu cầu như sau. Những người bạn nào đã báo cho mi biết mùa hè đã đến, khoanh tròn, chữ cái, chức ý đúng. Cô Phượng Vĩ, có không? Có. Anh Phe Sầu, có không? Có. Chứ Chòe có không? Có. Khấu, chào màu, chị gió, bác sấm, bạn mưa. Vậy ở đây ta có khấu không nhỉ? À, ta chỉ có chiếc Chòe này, họa mi, chào màu thôi, không có khấu. Đúng chưa? Đấy, bác nắng, có, cô Phượng Vĩ có, anh Phe Sầu có,
Chí chòe có, họa mi có, trà màu có, chị gió có, bác sấm, bạn mưa. Vậy đáp án B là đáp án đúng của chúng ta. Đúng không nhỉ? Vậy chúng ta thấy rằng đáp án B là đáp án đúng của chúng ta đã liệt kê. Những sự vật mà gọi là mùa hè đến. Sự vật nằm đến mùa hè đó là gồm có lắng, có hoa phượng vĩ nở đỏ trời, có tiếng ve râm ran, có chiếc trời họa mi trà màu díu ra xuất diết vào những buổi sớm mai, có gió nồm nam thổi mát rượi, và có bác sấm y âm gọi bạn mưa tới. Vậy đây là mùa hè đó các em ạ. Bài tập 2. Những âm thanh gọi mùa hè mà mi nghe thấy là gì? Khoanh tròn, chữ cái, chữ y đúng, díu dít, níu lo, tí tách, lộp độp, xì xào, lanh canh, lảnh nót, ầm ầm. Thầy chẳng nhìn thấy từ lanh canh đâu cả. Vậy rõ ràng là không đúng rồi. Ở câu B, xíu ra xíu xít, có, ve ve ve, không có, níu lo, níu no, có, vi vu, có, tí tách, có, ầm ầm, có. Nhưng ve 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 thì có không nhỉ? Có. Vậy đáp án B cũng là đáp án đúng của chúng ta. Rồi, lách cách nanh canh thì không có rồi, lách tách không có rồi, tiếng mưa lách tách và tiếng mưa mà lộp độp cơ, đúng không? Lộp độp, đáp án mưa. Vậy những từ diêu ra diêu xít, ve ve ve, níu non, níu no, vi vu, tí ta tí tách, ầm ầm ầm, lộp độp độp này là những từ chỉ âm thanh mà nó là từ chỉ đặc điểm đấy, chỉ đặc điểm các em ạ. Vậy ví dụ như là tiếng chim xíu xa xíu xít, tiếng chim thế nào? Trả lời, tiếng chim xíu xa xíu xít. Tiếng ve sầu ve 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 ngân trong gió, trong lá. Ta đặt câu hỏi tiếng ve sầu thế nào? Trả lời, tiếng ve sầu ve 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 ve. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài 3. Bài 3 yêu cầu gì? Vì sao đối với mi khúc ca mùa hè luôn vui tươi rộn rã? Nói đúng cho thầy. Nó hỏi vì sao? Vì sao đối với mi khúc ca mùa hè luôn vui tươi rộn rã? Vì cảnh vật tươi tắn và nhiều màu sắc. Đúng rồi, cảnh vật mùa hè đẹp lắm, tươi tắn và nhiều màu sắc. Vì chim chóc náo nức hót ca. Đúng rồi, đấy, chim chóc hót ca vang cả khu vườn của nhà bé mi. Bây giờ chuyển sang bài tập 4. Bài tập 4 yêu cầu gì? À, bài tập 4 yêu cầu đúng ghi D, sai ghi S gì và ô vuông trước y đúng. Người ta bảo chúng ta là đúng ghi D, sai ghi S gì và ô vuông trước y đúng này. Trong bài đọc không có cô Phượng Vĩ. Sai, cái này sai. Có chứ, đúng không? Câu chuyện xảy ra vào thời khắc chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè. Đúng, đúng câu chuyển sang hè đấy. À, quả ớt, quả nhót đỏ chỉ nối mùa hè xa. Thầy có câu rất là hay. Tiếp tục, mi có nhiều trò chơi mùa hè. Không đúng, đáp án sai. Mi cảm nhận được khúc ca mùa hè luôn vui tươi rộn rã. Có, đúng. Vậy kết quả chúng ta là sai, đúng, sai, đúng. Bây giờ chúng ta chuyển về tập 5. Viết những từ ngữ mà em cảm nhận về mùa hè. Chúng ta thấy cái cấu trúc của đề thi của chúng ta bao giờ cũng có cái câu thứ 5 là nói về cái cảm nhận của ta là gắn kết với cuộc sống. Vậy với mùa hè thì em cảm nhận gì về mùa hè? Tùy cảm nhận của em, thầy cảm nhận được điều như sau. Mùa hè đến thật tươi vui, cảnh vật đẹp và tươi tắn. Rồi, chú đã làm xong bài tập đó. Bây giờ chuyển sang phần tiếp theo, luyện từ và câu. 1. Quan sát hình dưới đây và thực hiện các yêu cầu. Tô màu đỏ và ô vuông trước từ ngữ chỉ sự vật. Tô màu xanh và ô vuông trước từ ngữ chỉ hoạt động có trong hình. Trong hình này các bạn đang nô đùa. Bạn thì đánh đàn. Có bãi cỏ. Có nhảy không? Có. Vậy tô màu đỏ thì chúng ta sử dụng màu đỏ để tô nhé. Nhảy, có nhảy. Vậy ta tô màu đỏ để hoạt động nhảy này. Tiếp tục, có chơi đàn không? Có chơi đàn. Vậy ta tô màu đỏ. Có ném bóng không? Đây, bạn ấy đang cầm ném bóng. Có đây này.
quả ném bóng. Bức tranh có hát không? Có đây này, tiếng hát. Hát là hoạt động. Tiếp tục. Có đám mây, có cười không? Các bạn cười rất là vui. Nha. Bây giờ tiếp tục, người ta bảo tô màu xanh. Tô màu xanh vào những sự vật. Có bóng bay không? Có bóng bay. Có bãi cỏ không? Có bãi cỏ. Có quả bóng không? Có quả bóng. Có đám mây không? Có đám mây. Có đám lửa không? Đám lửa à? Ừ. Đám lửa. Ở đây này có ngọn lửa này. Có ngọn lửa nhỏ đốt lửa trại đấy. Có đám lửa. Có nút nhạc không? Có. Có cái nêu trại không? Có. Vậy chúng ta tôi màu đỏ màu xanh bài tập đấy nhé anh em nhé. Bây giờ là bài tập tiếp theo. Đặt hai câu có sử dụng hình ảnh so sánh. Người ta bảo đặt hai câu có sử dụng hình ảnh so sánh. Vậy đặt câu bất kỳ chứ không phải đặt câu trong bài này. Vậy ta ví dụ như mặt trời. Đặt câu cánh đồng lúa nhé. Vậy ta đặt câu này. Mặt trời đỏ như một quả cầu lửa. Vậy so sánh mặt trời với quả cầu lửa. Thầy giáo đặt câu thứ hai. Vậy ta đặt câu cánh đồng lúa chín đẹp tựa tấm thảm nhung. Cánh đồng lúa chín đẹp tựa tấm thảm nhung. Tiếp theo, bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài câu 2. Câu nào dưới đây là câu cảm? Khoanh tròn vào chữ cái chữ y đúng. Người ta hỏi câu nào là câu cảm? Câu cảm là câu nêu cảm xúc. Câu A. Cầu vồng xuất hiện đẹp lung linh. Để cô kể một miêu tả cầu vồng, nhận xét về cầu vồng. Câu B. Các bạn ơi, tớ có quả bóng này. Đây cũng là câu kể, khoe với các bạn rằng mình có quả bóng. Câu C. Ôi, bạn chơi đàn giỏi quá. Câu có từ ôi và từ quá và có dấu chấm than để khen ngợi một ai đó. Đây chính là câu cảm, nêu cảm xúc. Vậy ta khoanh vào ý C. Còn câu D. Có một đám mây trắng bay gần mặt trời. Đây là kể một sự việc, là kể một đám mây đang bay gần mặt trời. Vậy ta đã khoanh vào ý C rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập tiếp theo của chúng ta đó chính là bài phần viết. Yêu cầu như sau. Hãy cùng đố nhau đọc câu sau. Chú ý cong lưỡi với những tiếng bắt đầu bằng sờ và đọc bình thường với tiếng đầu bằng sờ. Sâu ăn xúc xích xong. Sâu ăn xôi xéo sạch sành xanh. Sâu ăn xúc xích xong. Sâu ăn xôi xéo sạch sành xanh. Vậy yêu cầu chúng ta chỉ phân biệt đọc thôi, đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu như sau. Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu. Bài thơ này có lời yêu cầu như sau. 1. Bạn Lận Hồng viết thư gửi cho ai? B. Trong thư bạn Lận Hồng mượn cuốn sách gì? Vì sao bạn lại muốn mượn cuốn sách đó? C. Theo em bạn Lận Hồng yêu nghệ thuật không? Vì sao? Bây giờ chúng ta đọc nhé. Kính gửi bác Peppa. Cháu Lợn Hồng dễ mến. Viết thư này gửi đến với mong muốn dâng chào. Bác ơi, cháu tự hào rằng mình yêu môn vẽ. Cháu cũng mơ mình sẽ thành họa sĩ đại tài. Nên cháu muốn quý ngài cho cháu mượn cuốn sách với tiêu đề rất oách: Chắp cánh ngàn ước mơ. Bác ơi, đừng ngó lơ mong muốn này của cháu. Sách về cháu nghiến ngấu kỹ từng dòng từng trang. Cháu sẽ cầm nhẹ nhàng, cháu sẽ ôm mỏi mỗi tối. Cháu để kề bên gối và trả bác đúng ngày. Cháu hứa không làm dây viết mực nào ra sách. Xin quý ngài rất oách duyệt thư này thật nhanh. Vậy chúng ta vừa đọc một bài thơ rất hay và vui nhộn của bạn Lợn, đúng không? Bạn Lợn Hồng viết thư gửi cho ai? Trả lời, bạn Lợn Hồng gửi thư, viết thư gửi bác Peppa. Các bạn trả lời, bạn Lợn Hồng viết thư gửi bác Peppa. Cô B, trong thư bạn Lợn Hồng mượn cuốn sách gì? Vì sao lại muốn mượn cuốn sách đó?
chúng ta dựa vào bài thơ nhé. Các em ạ, dựa vào đây thì ta thấy là bạn Nhuận Hồng muốn mượn cuốn sách mở ngoặc kép này, Chắp cánh ước mơ. Vì sao ạ? Vì bạn thấy cuốn sách này có tiêu đề hay này, và bạn mơ ước trở thành một họa sĩ đại tài. Đại tài có nghĩa là rất có tài lớn, gọi đại tài. Sang câu C, theo em bạn Đận Hồng có yêu thích nghệ thuật không? Vì sao? À, để trả lời câu hỏi là bạn Đận Hồng có yêu nghệ thuật không? Vì sao? À, chúng ta thấy trong bài thơ này thì rõ ràng bạn Đận Hồng rất yêu nghệ thuật, và đặc biệt đó là muốn vẽ, đúng không các bạn nhỉ? Các bạn thấy rằng, bác ơi cháu tự hào rằng mình yêu muốn vẽ, cháu cũng mơ mình sẽ thành họa sĩ đại tài. Vậy đây trả lời là bạn Đận Hồng rất yêu nghệ thuật, bạn luôn tự hào là mình thích môn vẽ, bạn có mong ước trở thành họa sĩ. Bây giờ chúng ta đã xong phần viết, và bây giờ sang phần nói và nghe. Nói và nghe, em hãy kể câu chuyện theo hình bên. 1, 2, 3, 4, 5. À, đơn giản thôi, đúng không nhỉ? Bạn nhỏ xin được với cái cây. Bạn nhỏ sang nhà ông, thấy ông trồng gieo rất nhiều mầm cây. Bạn nhỏ bảo, ông ơi, ông cho cháu xin một cây nhé. Ông cười và nói, đấy, cháu lấy cây nào thì lấy đi. Thế là bạn nhỏ mang một cây về. Bạn nhỏ nhờ bố, nhờ mẹ đào cho một cái hố, và bạn nhỏ trồng cây son xuống. Bạn nhỏ hỏi, đây là cây gì hả ông? À, đây chính là cây cà chua. Mẹ đã hướng dẫn bạn nhỏ hàng ngày chăm chỉ vun cây cho cây cà chua. Cây quả chua lớn nhanh theo bạn tháng ngày. Nhoáng một cái, dưới ánh mặt trời, cà chua ra quả, những hoa tím nho nhỏ ẩn nấp trong kẽ lá. Rồi cà chua rung sinh bằng hạt đậu, bằng quả cao to bằng cái cốc, và có quả to gần bằng cái bát con. Bạn nhỏ sung sướng thấy những quả cà chua chín đỏ trên cành. Bạn nhỏ mang rổ ra đầy, đầy một rổ cà chua. Bạn nhỏ sướng lắm, vui lắm. Và bạn nhỏ đã mang về tặng mẹ. Mẹ khen bạn nhỏ chăm làm. Chỉ vậy thôi, câu chuyện chúng ta chỉ có thế thôi nhé em nhé. Vậy nói đơn giản thôi, không cần nói cầu kỳ. Chỉ cần bạn nhỏ có một cái cây, bạn nhỏ tưới cây, cây mong lớn, cây ra quả, và bạn nhỏ thu hoạch, thế là được, không cần phải dài dòng gì đâu nhé em nhé. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc các em ạ. Các em ơi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy tin rằng các em hiểu và làm được tất cả các bài tập có trong bài học này. Các em có những lời câu văn hay và lung linh, rất tự nhiên, rất hiểu học của các em. Và các em đừng quên nhấn like, share, comment, ủng hộ kênh cho thầy. Nhớ nhấn subscribe để đăng ký kênh nhận những bài giảng tiếp theo của thầy nhé. Và cuối cùng, thầy không quên chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau. Goodbye for now.